Chúng ta mùng 8 này là bước vào ngày đại lễ Vu Lan của chùa Ba Vàng chúng ta. Thì chúng ta là người tại gia, cho nên còn có những người thân đã quá vãng của mình. Mình phải trả hiếu thế nào? Đấy là người con Phật chúng ta cần phải tìm hiểu để thực hành cho có lợi ích. Trong thời gian vừa qua thì có những tư tưởng mà phản bác Đại Thừa, nói là Đại Thừa đã tu sai rồi. Và các bạn này dẫn chứng ra bằng kinh Tiểu Thừa, tức là kinh Nguyên Thủy, để nói rằng là chùa chúng ta đang tu sai. Thì chúng ta là người cư sĩ tại gia, chúng ta phải tìm hiểu. Tức là họ đưa ra ý kiến, mình nghe được bất cứ ý kiến ở đâu, chúng ta cũng phải tìm hiểu, xem xét để nhận định. Chúng ta không chấp là chúng ta đã đúng, vì nếu chúng ta chấp chúng ta đã đúng thì chúng ta sẽ sai. Chúng ta phải tìm hiểu xem cái mà họ đưa ra có hợp với cái mình đang tu hay không. Chùa của chúng ta là không phân biệt Tiểu Thừa hay Đại Thừa. Chúng ta là tu hết Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nguyên Thủy là chúng ta tu hết, không bỏ cái gì cả. Thế nhưng mà phải để cho đại chúng chúng ta khi tham gia tìm hiểu trên mạng xã hội, tâm chúng ta được an ổn vì đã có sự tìm hiểu. Thì hôm nay Yến sẽ lấy dẫn chứng trong bài kinh Nguyên Thủy, thì Yến đã dẫn chứng cũng rất nhiều rồi, để cho đại chúng chúng ta làm các việc tại gia sao cho thật tốt. Thì hôm nay Yến cũng sẽ đưa ra một bài kinh nữa, là bài kinh về cúng thí cho người mất. Trước thì Yến đã đưa bài kinh cúng linh và bài kinh tế đàn trong tạng kinh Nikaya. Tạng kinh Nikaya là tạng kinh Nguyên Thủy mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta được học. Yến sẽ đọc nguyên văn bài kinh. Bài kinh này là Thầy đã dạy chúng ta trong tạng kinh Nikaya rồi, Yến chỉ là người đọc lại thôi để mình xem mình làm thế nào. Cho nên từ nay nếu mà ai mà nhắc đến chúng ta cầu siêu là sai thì chúng ta đã có lý do để chúng ta nói lên những cái hành động và việc làm của mình. Văn kinh: chính tôi được nghe lúc Đức Phật lưu trú tại tinh xá kỳ viên Bà La Môn Chanusoni, đến viếng thăm đảnh lễ rồi thưa hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con là Bà La Môn chuyên làm các lễ cúng cho người chết, những mong sẽ đem lại lợi ích cho họ. Như vậy, bạch Thế Tôn, họ có thật sự được lợi ích không? Đức Phật dạy: này Bà La Môn, nếu có tương xứng thì người chết sẽ hưởng được phẩm vật cúng dường, bằng không có tương xứng thì họ không được hưởng gì cả. Bà La Môn bạch Phật: kính xin Đức Thế Tôn giải rõ cho chúng con hiểu như thế nào là tương ưng, thế nào là tương xứng và không tương xứng. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Bà La Môn Chanusoni và đại chúng rằng: nếu ai sống sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, phù phiếm, có tham ái, sân si và tà kiến, sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Tại đây, y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của địa ngục. Do đó, việc người thân quyến cúng đồ ăn của con người cho họ là không tương xứng. Người mất sẽ không hưởng được gì từ sự cúng kiến đó.
Này các thiện nam tín nữ, đối với người đầy rẫy 10 điều ác, mạng chung bị sanh vào cõi bàng sanh. Tại đây y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của loài bàng sanh, do đó quả thật sẽ không tương xứng. Khi người thân quyến đem phẩm vật của con người để cúng quẩy, làm sao người chết đó ăn được? Này các thiện nam tín nữ, ngay cả trường hợp người chết khi sanh tiền tu tập 10 nghiệp lành, được tái sanh làm con người, hay có phước báo hơn được sanh vào cảnh giới chư thiên, tại đây với y báo là con người hay chư thiên, họ có cha mẹ riêng và các món ăn riêng để nuôi sống thiện hữu của họ. Do đó thật là không tương xứng nếu người thân quyến cúng dường và mong người quá cố thọ nhận. Vì người chết đã tái sinh làm người khác hoặc chư thiên rồi, làm sao thọ nhận được? Này các thiện nam tín nữ, chỉ có một trường hợp duy nhất người chết có thể nhận được sự cúng quẩy của người thân quyến, đó là trường hợp người chết bị đọa vào ngã quỷ. Món ăn nào mà người thân quyến muốn hiến cúng cho họ thì họ sẽ hưởng được món đó. Họ sống và hiện hữu nhờ vào các món ăn này. Đây là trường hợp Như Lai gọi là tương xứng. Nghe Đức Phật giải bày cặn kẽ, Bà La Môn hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, các trường hợp người chết tái sanh vào loài bàng sanh địa ngục Atula hay sanh lại làm người hoặc sanh thiên thì sự cúng quẩy không có sự thọ hưởng. Nhưng nếu người chết không tái sanh vào cõi ngã quỷ thì ai sẽ là người thọ hưởng sự cúng kiến ấy? Lúc ấy Đức Phật dạy rằng: Này các thiện nam tín nữ, nếu không là người thân thuộc quá cố của người cúng thì cũng có những người thân thuộc khác của người cúng ở loài ngã quỷ sẽ hưởng thế phần. Bà La Môn thưa hỏi: Nhưng nếu cả dòng họ thân thuộc của người cúng không một ai bị tái sanh vào loài ngã quỷ thì phẩm vật cúng đó thuộc về ai? Đức Phật dạy: Đây là trường hợp không thể xảy ra, rằng chỗ ấy trống không một thời gian dài mà không có một ai đó trong huyết thống bị sinh vào. Nhưng này các thiện nam tín nữ, mặc dù thế, người bố thí ấy không phải không hưởng được phước từ sự cúng thí đó. Nhân đó Đức Phật dạy thêm về phước báo của sự bố thí. Này các thiện nam tín nữ, trong suốt quá trình sống, người nào vi phạm 10 điều ác nhưng lại biết làm hạnh bố thí, người ấy khi mạng chung sẽ cộng trú trong loài voi, nhưng là con voi được chăm sóc, ăn uống và trang phục đầy đủ. Trong trường hợp họ vì nghiệp duyên bất thiện sinh làm ngựa, bò hay bất kỳ loài bàng sanh nào, thì ở đấy y vẫn hưởng thọ đầy đủ sự ăn uống tương xứng với phước duyên bố thí khi họ làm người. Nhưng này các thiện nam tín nữ, điều Như Lai muốn răn dạy vẫn là một người đầy đủ 10 hạnh lành, lại còn biết trao dồi hạnh bố thí chân chánh và cúng dường những bậc chân tu, những người đạo đức. Khi mạng chung hoặc được tái sinh làm chư thiên thì tại đấy y sẽ được hưởng 5 phần phước đức chư thiên, hoặc sanh làm người sẽ hưởng 5 thứ phước báo cõi người. Trong bất kỳ trường hợp nào, người có hạnh bố thí vẫn tốt hơn. Sau pháp thoại sâu sắc đó, Bà La Môn Chula Suni bỗng chốc trở thành một lam cư sĩ và toàn thể pháp hội đều hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Kính thưa đại chúng, đây là việc nói về bố thí cho chúng ngã quỷ. Người dân Việt Nam chúng ta gọi là vong linh đấy. Thì chúng ta sẽ theo bài kinh này, Yến Sẽ Trạch này. Bà La Môn hỏi rằng, có thể có trường hợp xảy ra là người thân quyến của mình chết mà không đọa làm ngã quỷ hay không? Thì Đức Phật khẳng định thế này: đây là trường hợp không thể xảy ra, tức là trường hợp không thể xảy ra rằng thân quyến của mình chết đi trong một dòng họ này, từ bao nhiêu đời lại không có một người nào sinh vào cõi ngã quỷ. Phật dạy là không thể có trường hợp như vậy xảy ra.
Và bài kinh đã giảng rõ, nếu như chúng từ ở trong cõi ngã quỷ thì sẽ nhận được sự hiến cúng của loài người từ thân quyến. Một số các bạn cũng tu theo đạo Phật nhưng bỏ không cúng gia tiên tiền tổ nữa, không thờ cúng và cũng không bố thí cho gia tiên tiền tổ. Đó là phương pháp tu tập đưa đến bất hiếu. Nhưng tại sao những con người đó lại đi theo cái pháp này? Thì chúng ta phải xét nhân duyên quả. Tại sao những người là Phật tử lại tin rằng chết rồi là hết, không phải cúng nữa, không có chúng sinh nào trong cõi ngã quỷ nữa? Thế mà trong cả Kinh Đại Thừa, Kinh Nguyên Thủy thì lại nói rất nhiều về chúng sinh trong cõi ngã quỷ, như là ngã quỷ nghe kinh mà được giải thoát. Thế rồi ngã quỷ đói mà xin được cúng dường. Thấy nhá, thế chúng ta khẳng định một lần nữa, nếu ai tu theo đạo Phật mà lại tin một người nào đó nói ra rằng gia tiên tiền tổ không phải cúng, cúng họ không nhận được, không có cõi ngã quỷ, thì mình biết ngay rằng người này đã gieo nhân bất hiếu, cho nên vì cái nhân đó họ duyên với những người bất hiếu với nhau và họ công nhận tà kiến đó là chân lý. Đấy, chúng ta phải khẳng định như vậy bằng tạng kinh cả Đại Thừa, cả Nguyên Thủy. Đại Thừa của chúng ta là có bộ kinh Vu Lan, bộ kinh Địa Tạng, nói về người sống làm thế nào lợi ích cho người thân đã quá vãng khi sinh vào cõi ngã quỷ. Còn tạng kinh Liê Ke thì rất nhiều bài kinh cúng linh, tế đàn, và đây là một bài kinh nữa để khẳng định là đã là Phật tử tại gia thì phải nhớ đến cái ân của tổ tiên. Đây là một cái duyên trong thực tại và hy hữu để cho chúng ta thực hành hiếu hạnh. Đấy, nếu như một người nào đó mà bị mồ côi vứt đi ra ngoài đường mất rồi, thế rồi lớn lên lại vật vờ, họ không biết tổ tiên dòng tộc mình là ai, thì những người có hiếu, người ta vẫn chăn trở để đi tìm xem là dòng tộc của mình là ai. Phải không quý đạo hữu? Đấy. Thế thì một người tu Phật, tại sao khi có cha mẹ ở đây, có họ hàng thân bằng quyến thuộc ở đây mà lại công nhận là không có cõi ngã quỷ và cúng cho cõi ngã quỷ, hồi hướng cho họ là mê tín. Đấy, người Phật tử đấy, cúng cho vong linh ngã quỷ là mê tín. Thì đây chính là cái nhân của họ bất hiếu, cho nên họ đã hiểu chính pháp thành tà pháp. Đấy, họ hiểu về cái đạo đức, họ cho là phi đạo đức. Đấy, chúng ta cúng cho vong linh ngã quỷ được thọ thực thì họ cho đó là phi đạo đức, không có thật, lừa gạt, mê tín. Đấy nhé, để chúng ta khẳng định là chúng ta đang tu chính pháp, là người đệ tử Phật, chúng ta phải biết tất cả các hành xử liên quan đến hiện tại của chính mình, thì mình mới có tư duy đúng, có lời nói đúng và có việc làm đúng. Còn nếu như một người đệ tử Phật mà chúng ta không hiểu được trong hiện tại những liên quan đến chúng ta, thế nào là chính, thế nào là tà, thì chúng ta sẽ mê lầm, sẽ suy nghĩ sai, sẽ nói lời sai, sẽ làm việc sai trái. Và Phật đã khẳng định thế này ạ, đấy là đối với việc thọ nhận của cõi ngã quỷ. Còn đối với người bố thí thì sao? Đối với người bố thí này, này các thiện nam tín nữ, trong suốt quá trình sống, người nào vi phạm 10 điều ác nhưng lại biết làm hạnh bố thí, thì người ấy khi mạng chung sẽ sanh cộng trú trong loài voi, nhưng là con voi được chăm sóc, ăn uống và trang phục đầy đủ. Đấy, nếu như cái người này làm ác nhưng họ biết bố thí, đấy, bố thí cho Sa Môn và Bà La Môn đấy, tức là cúng dường
và biết bố thí cho thân bằng quyến thuộc. Ở đây chúng ta có những hạnh bố thí này. Bố thí cho cõi người thì gồm những con người nghèo, khổ, đói bệnh. Đấy là bố thí cho người. Bố thí cho ngã quỷ là bố thí trong các tế đàn. Đấy, có gồm có thức ăn, thực phẩm. Đây Phật dạy là sẽ bố thí cúng dường cho những bậc chân tu và những người có đạo đức. Đấy, ví dụ như là chúng ta đi đến để mừng 20 tháng 11 những người giáo viên đấy mà đã dạy chúng ta đấy. Đấy cũng là cúng dường cho những người đã dạy chúng ta cái nền đạo đức. Nhá, dạy cho chúng ta nền đạo đức là những người thầy cô giáo dạy cho chúng ta. Còn chúng ta thì cúng dường cho thêm cả những bậc đó là các bậc tu tập dạy cho chúng ta những lời Phật dạy. Thế rồi chúng ta cúng dường cho cha mẹ hiện tại, rồi chúng ta cúng dường bố thí cho những vong linh ngã quỷ thuộc thân bằng quyến thuộc của ta và không phải thân bằng quyến thuộc của ta. Ví như chúng ta đi làm lễ cúng cho các anh hùng liệt sĩ đấy. Đấy, các anh hùng liệt sĩ đấy là chúng ta cũng thực hành bố thí. Thì nếu như chúng ta không biết tu tập, sống với 10 điều ác, thì chúng ta sinh vào trong cõi nào, chúng ta cũng được tốt nhất trong cái cõi đấy. Ví dụ như sinh làm loài voi, thì được làm con voi, có được sự chăm sóc ăn uống. Làm ngựa thì cũng được loài ngựa tốt, quý, được người ta quý, có lợi ích và được chăm sóc. Thế thì có người lại phản đối là chư tăng đi nhận những cái đồ như vậy, những đồ bất tịnh. Khi mà Phật đi khất thực thì cứ ai có tâm cúng thì Ngài gì? Ngài nhận không phân biệt người này đã từng làm cái gì. Bởi vì sự nhận cúng dường này sẽ mang đến hạnh phúc cho họ. Thấy nhá, hôm nay chúng ta phải rõ là nhận cúng thí của chư tăng thì ai cúng cũng được. Miễn là đồ cúng đó phù hợp với chư tăng. Chư tăng có thể đi bố thí lại, đúng không? Đấy, chư tăng nhận rồi, chư tăng có thể đi bố thí lại. Trong một bài kinh thì Đức Phật có dạy, chư tăng có thể bố thí những vật dụng mà thí chủ cúng dường mà chư tăng không thọ dụng hết, là chư tăng có quyền đi bố thí. Nên chư tăng là có quyền đi bố thí. Thấy nhá? Thế thì ở đây là chúng ta biết rõ là chúng ta phải cúng cho các chúng ngã quỷ mà dân tộc Việt Nam mình thường gọi là vong linh đấy. Vong linh ngã quỷ. Thế thì ngày mùng 9 âm lịch và ngày mùng 10 âm lịch thì ở các nghĩa trang ở Hạ Long và Hà Khẩu, câu lạc bộ Cúc Vàng của chúng ta là sắp sửa cái chai đàn để cúng thí cho các vong linh ngã quỷ ở các nghĩa trang. Thế là có đúng pháp không? Rất đúng pháp. Đấy là thực hành bố thí. Và phần thứ hai nữa, những người mà họ có tâm hiếu thuận nhưng họ chưa biết tu theo Phật Pháp, họ là những người ác. Nhân duyên đó, họ đến chỗ cái pháp đàn này, họ cúng dường cho chư tăng để hồi hướng cho gia tiên tiền tổ của họ. Dù là 5.000 hay 10.000, họ cũng có lợi ích. Thấy nhá, họ cũng có lợi ích. Tức là họ sẽ bớt đau khổ khi họ sinh vào chỗ nào đó. Thế là chúng ta thực hành cúng thí ở tất cả các tế đàn mà danh từ Việt Nam bây giờ gọi là cầu siêu. Thì tế đàn đó không có sát sinh, nhá, không có sát sinh, không có vàng mã, thì đều có lợi ích cho những chúng ngã quỷ sẽ được nhận bố thí và người tham gia đều được lợi ích. Thế chúng ta tu đã đúng pháp chưa? Đấy. Cho nên ai nói rằng chúng ta cầu siêu là mê tín thì mình biết rõ người đang nói đó là mê tín. Và cũng có người nói với Yến thế này: tại sao Yến mở trang mạng ra không tu tập gì, chỉ suốt ngày trả lời trên đó, thì thời gian đâu để tu? Trong Phật Pháp thì có văn tư tu, tức là nghe rồi tư duy thấy đúng rồi mới thực hành.
Thế thì khi các bạn ấy góp ý cho Yến từ nhiều phía, tức là lên trang mạng thì được góp ý từ rất nhiều phía, thì mình phải có kiến thức về Phật Pháp để trả lời với họ. Đấy, thì chỗ này Yến sẽ sở thêm một phần nữa để cho đại chúng chúng ta thấy rõ tại sao mình phải trả lời. Phật dạy thế này ạ, Yến đọc nguyên văn, đây là các cái trích của các bạn ấy đưa vào trong trang bình luận của Yến, thì Yến lấy ngay ra để về chúng ta về nhà cùng nhau bàn bạc. Các bạn ấy bảo Yến là sao lại không có thời gian tu tập, là một bạn khác. Chỗ này Yến sẽ đọc kinh như thế này ạ. Tất nhiên là bài kinh này thì mình đã được học rồi, nhưng mà đây chính các bạn ấy đưa ra thì mình lại mang chính ra để mình nói cho các bạn nghe. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết đến câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Lạy các tỳ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở, chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại đây khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền già, thật kỳ diệu thay! Này các hiền già, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng khác của chúng sinh. Supiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Supiya, thanh liên, Brahmajata lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến lửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sinh lòng công phẫn, tức tối, tâm phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nếu các ngươi sinh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy báng ta, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai được chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Lạy các tỳ kheo, khi có người hủy báng ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Yến phân tích đoạn này đã. Có hai phần trong bài kinh này Phật dạy này. Nếu có người hủy báng ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Tức là khi tâm chúng ta có phiền muộn, có sân giận, thì mình nghe những cái lời nói khác, thì mình không thể biết được lời nói đó là đúng hay là sai. Thế đại chúng rõ cái ý này của Phật chưa? Đấy, cái này chúng ta phải học. Đây là bài kinh đấy. Khi mà trong lòng có công phẫn, có phiền muộn thì tức là phạm giới, tức là ác giới. Ác giới thì khi nói ra sẽ nghĩ chính pháp thành tà pháp, tà pháp thành chính pháp, trên lời nói này sẽ lệch lạc, không đúng được. Các bạn ấy lại còn bảo mấy Yến thế này ạ. Cũng trên nguyên thủy đấy, các bạn bảo thế này: nếu như Phạm Thị Yến không tranh, không nói lại được với chúng tôi thì về gọi Sư Thái Minh ra lập lịch giả để mà nói với chúng tôi. Yến trả lời các bạn thế này ạ: việc đấy bạn bảo tôi làm, nhưng tôi không làm được, câu nói đấy trả lại cho các bạn.
Đấy. Tức là trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ, đã nghĩ rằng một vị sư nào có thể nghe lời Phật tử, ví dụ nhà, thầy nhà mình, nghe lời của Phật tử, lập lích giả lên để ra đây tranh biện. Như thế là có phạm giới không? Đấy là không thấy mà nói thấy. Lời nói không đúng sự thật. Lại bảo được như thế. Có biết vị sư này làm như vậy đâu mà lại xui mình làm như vậy. Thì cái người xui mình làm như vậy là người ác giới tà hạnh. Cho nên Yến với người như thế là Yến biết rằng họ sẽ suy nghĩ từ tà trở thành chính, chính trở thành tà. Cho nên khi tiếp duyên với họ nhiều, nó chỉ là vô nghĩa. Đấy, bởi vì nếu như họ đàm luận với mình thì lại còn có nghĩa là họ có thể nhận ra điều gì đó. Nhưng họ đã bảo mình sai rồi và họ dạy mình, thì mình không thể lại đi học một cái người mà lại tà trí như vậy được. Đấy. Thế rồi còn một bạn tên là Kiếp Nhân Sinh, thì bạn nói là sư thấy mình xuất gia với sai mục đích, là khi xuất gia thì phải có tư tưởng là không có gia đình, không có vợ con. Thế Yến mới hỏi ngược lại, thế sư thấy mình xuất gia với tư tưởng sẽ có gia đình, sẽ có vợ con hay sao? Đấy, thế đấy Yến lại là như vậy là tôi không bình luận pháp với các bạn nữa, vì đó là một sự vu khống. Đấy, thế nhá. Đấy, cho nên khi mà Yến đã bình luận trên trang, xong Yến có câu Yến nói thế này ạ. Các cụ có câu biết ngu hay khôn, nói chuyện lâu một hồi sẽ rõ. Tức là bình luận pháp với các bạn một hồi, các bạn ấy phạm giới sẽ biết ngay là các bạn ấy tà trí. Còn người nào chưa phạm giới thì mình sẽ bình luận tiếp tục để tìm hiểu, để học hỏi. Nhưng với những người có tà trí thì mình không thể học hỏi cái gì ở họ được. Thì mình phải bỏ họ mà thôi. Bởi vì nói với họ thì họ chỉ gây nghiệp thôi, làm khổ cho họ. Đấy nhá. Thì các bạn cũng phải học cái cách này, để khi chúng ta bình luận pháp, chúng ta tìm xem là ai sẽ là người bạn trên trang Facebook sẽ đưa đến lợi ích cho mình, và ai là người bạn ở đời thường mình học hỏi ở họ được, thì họ phải có giới. Giới của chúng ta nói lên sự đạo đức của con người. Đấy. Thế thì cũng là bài kinh này thì Yến sẽ tiếp tục có một việc này ạ. Cái phần trước ấy, thì Yến vừa đọc cho các bạn ấy, là nếu ai nói đến mình và nói đến Phật thì chúng ta phải nói đây là sự thật thế này, sự thật thế kia, sự thật thế kia đây này. Như thế này, này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Lại các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật và đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Tức là cái gì mà liên quan tới Phật, tới Pháp và tới Tăng thì chúng ta được quyền nói, bởi vì cái này đang là nhân duyên với chúng ta.